Xin chào tất cả các bác nhé. Mẫu tiếp theo lên là một bức tranh tam đa các bác nhé. Tranh tam đa rất là đẹp, được làm từ chất liệu gỗ lư ngọc nghiến các bác nhé. Một bức tranh với kích thước khá lớn, với chiều ngang là 1m18 ạ, 1m18 và chiều cao là 70, dày từ 3,5 cm trên 4 cm các bác nhé. Em cứ trung bình là tầm 4 cm. Một bức tranh tam đa rất là đẹp, cái đường viền xung quanh và đặc biệt là đường viền xung quanh và thiên nhiên các bác nhé. Đây các bác nhìn này, các bác nhé, nó rất là đẹp luôn. Các nào mà quan tâm đến mặt hàng to, tranh dạng to như thế này kênh YouTube của em đăng ký.